Welcome back. Thank you.
Không, nó dầu nó
chưa, nhìn thấy chưa, nó tèo quá chưa. Chú cầm mỡ bắp cầm ba. Hai mình nhảy đi. Bây giờ mình đi làm cái bệnh viện hả? Cái bệnh viện
mùa đi tối đi nâng cao quan điểm đi. Ấy giờ nhìn thấy chưa, thấy tèo hết chưa? Trứng cầm mỡ bắp cầm bơ. Thôi để gì? Để gì? Hả? Đi không? Anh chọn đi rồi. Anh chọn đi rồi. Bùm.
mà thật sự ra nói vậy đó là đúng mà nhưng mà chúng cầm mỡ bắp cầm ba thôi đừng để đi. Để ngoài nó chín rồi luôn nè. Bây giờ mình đi làm cái bệnh viện hả? Cái bệnh viện
con kiểu gì đó. Ấy chưa nhìn thấy chưa, nó tèo quá chưa? Chúng cầm mỡ bắp cầm ba. Thank you.
cao con kiểu gì ấy, nhìn mình thấy chưa, nó tèo quá chưa. Thank you.
con kiểu gì đó. Ấy giờ nhìn thấy chưa, thấy tèo quá chưa? Thank you.
con kiểu gì đó. Ấy nhìn mình thấy chưa, nó tèo quá chưa. Chú cầm mỡ bắp cầm ba. Hay mình nhảy đi. Nhảy gì? Hả? Đi đâu? Ai cũng chạy bây giờ hả? Ai cũng chạy bây giờ hả? Bùm. Thank you.
bao con kiểu gì. Ấy giờ nhìn thấy chưa, thấy tèo quá chưa? Thank you.
nhìn mình thấy chưa, nó tèo quá chưa. Mà thật sự ra nói vậy đó là đúng mà. Nhưng mà dạ. Cho tánh thần bắt xem vậy. Cầm ba thôi để đi, để gì hả, đi không ai cũng chọn đi rồi, ai cũng chọn đi rồi. Bùng 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 xe ra ngoài nó bắn mà đấy con ạ. Bây giờ mình đi làm cái bệnh viện hả? Cái bệnh viện
cao con kiểu gì ấy giờ nhìn thấy chưa, thấy tèo quá chưa. Có xéo là khó được.
Nó để ở ngoài nó tẹp lại.
không hiểu cái gì hết. Dày lên nhé chứ. Đây, nó đang phải chức nghệ tí nó bỏ cuộn.
Mình nữa mà đi lại chiếc
Ừ. À
qua xin lỗi về cho bà cố mà để không bỏ tủ để ngoài nó chín rồi luôn nè. Ủi mình đang rửa tóc ở ngoài trời nắng của ông mẹ ra nắng thì nó tát vào người đó
không quan trọng, nay gì nó lạ về bình thường thì nó đẹp cái sao bị thâm ở đây nè đó biết chừng đến cứ bắt một lúc cho nên dễ thâm không cứ đập vào đâu cái lại làm vết bầm vậy sắt xe đó làm tí không ông vừa cũng lại cứ chưa nè bình thường nó cũng đẹp cái chắc kiểu đẹp cái hôm nay gì nó lạ về nó hay lắm mặt thì trả son mới khách ra mặt trả son nhớ phấn thì đang chờ mặt ra đi nữa không không cần ra liền cho bà cố mà để không bỏ chỗ để ngoài nó chín rồi luôn nè. Ủi. Ủi xanh anh. Cả một buổi gì hết. Anh ngửi hơi tốt. Bầu anh ngửi hơi tốt luôn bà bầu. Ở đây có ai bầu đâu biết. Chị á. Đây có ai bầu đâu biết. Vậy mồ hôi. chọn nó khác màu khác đi ra thì
quên là mình quên luôn. Tiếp mất công đi chèn nắng mẹ. Từ này người anh lên xì đi. Mà ốc cũng tay nhiều cũng khổ. Da chị mi da giống em mới chứ. Da chị không đen đâu. Lúc nào nó trắng trắng hồng đi. Nó hãm lại. Mà da mình nhá không gì đó. Da mình nó nhầm nó nhanh nữa quá. Làm cái nhà hàng tức là thường ông ấy làm quản lý. Không lấy được. Lúc mà mình đang rửa tóc ở ngoài trời nắng của ông mẹ ra. Nắng thì nó tát vào người đó. Sao quan trọng hôm nay nhìn nó lạ về bình thường mình chắc không đẹp gái. Mình thâm vào đây nè. Đã biết trực đến thứ tóc rồi cho nên dễ thâm không? Cứ đập vào đâu cái lại làm vết thầm vậy. Sắp xe đó. Làm tiếp. Không phải ông Cường cũng lại cứ chìm nè, bình thường nó cũng đẹp gái, trắng trẻo đẹp gái. Hôm nay nhìn nó lạ vì nó hay lắm. Mặt thì trả son mới khách ra, mặt trả son nhỏ phấn thì đang chơ mặt ra đi nữa không? Không ra ra lượng. Để không bỏ tủ để ngoài nó chín rồi luôn nè. Ủi ủi xanh nha cả anh ủi hơi tốt bầu anh ủi hơi tốt luôn bà bầu ở đây có ai bầu đâu biết chị ấy đây có ai bầu đâu biết vậy mồm đi xe ra ngoài nó bắn mà tết con này.
nên nên chọn cái ngọt hắc đi. Đi 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 đã rồi. Đi đã em đã. Em tự đi uống. Thôi để đẩy đi. Mà làm gì cũng mày. Vậy đó. Đi mình chứng mình gặp mình đã đẻ rồi gặp cái con. Quay nằm biển quay luôn. Mất con đi trời nắng mẹ. Từ này người anh lên xì đi. Mà ốc cũng tay nhiều cũng khổ. Da chị mi, da giống em ấy chứ. Da chị không đen đâu. Lúc nào nó trắng hồng đi. Nó hãm lại. Đang mình nhá, không gì đó, đừng làm cho nhanh nữa quá. Làm cái nhà hàng cứ là thường ông đó là quản lý, không biết chứ. Lúc mà mình đang rửa tóc ở ngoài trời nắng của ông mẹ ra, nắng thì nó tát vào người đó. Sau hôm nay gì nó lạ về bình thường mình chấp nhận cái. Sao bị thâm vào đây nè? Đã biết chừng đến cứ tóc rồi cho nên dễ thâm không? Cứ đập vào đâu cái lại làm vết thâm vậy. Sắp xe đó. Làm tí. Xong rồi ông cứ lại cứ chừng nè, bình thường nó cũng đẹp gái, chẳng kể nó đẹp gái. Sau này gì nó lạ về nó hay lắm. Mặt thì trả son mới khách ra, mặt trả son nhỏ phấn thì đang chơ mặt ra đi được không? Trong cái ra lượng. Thank you.
cơm mỡ, bắp cơm bơ. Thôi đừng để gì. Để gì? Hả? Đi không? Phải chuẩn đi rồi. Thank you.
cao con biển. Ấy nhìn mình thấy chưa, nó tèo quá chưa? Chú cầm mỡ, bắp cầm ba. Thôi đừng để gì. Để gì? Hả? Đi đâu? Anh chọn đi đâu? Hồng đi có hãm lại mà da mình nhá, không gì đó da mình nó trắng nó nhanh nở quá. Làm ở nhà hàng tức là thường ông ấy làm quản lý, không biết được lúc mà mình đang rửa tóc ở ngoài trời nắng của ông mẹ ra nắng thì nó tát vào người đó, không có thể hôm nay nhìn nó lạ về bình thường nó đẹp cái sao bị thâm vào đây nè đã biết chừng đến thứ tóc rồi cho nên dễ thâm không cứ đập vào đâu cái lại làm vết thâm vậy tắt xe đó làm tí không rồi ông vừa cũng lại cứ chiều nè nó cũng đẹp gái chắc kiểu đẹp gái hôm nay nhìn nó lạ vậy nó hay lắm mặt thì trả son mới khách ra mặt trả son nhớ phấn thì đang dơ mặt ra đi nữa không trong cái ra liệu cho bà cố mà để con bỏ tủ để ngoài nó chín rồi luôn nè. Ủi. Ủi sao nha. Cả bị ngửi gì hết. Anh ngửi hơi tốt. Bầu anh ngửi hơi tốt luôn bà bầu. Ở đây có ai bầu đâu biết. Chị nghe. Đây có ai bầu đâu biết. Vậy mồm đi. Thích là luộc đi đúng không? Dạ, 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 dạ,
con kiểu gì đó. Ấy giờ nhìn thấy chưa, thấy tèo quá chưa? Thank you.
con kiểu gì đó. Ấy giờ nhìn thấy chưa, nó tèo quá chưa? Chú cầm mỡ bắp cầm ba. Thôi đừng để gì. Để gì? Thank you.
nhìn thấy chưa, nó tèo quá chưa. Chúng cầm mỡ, bắp cầm ba. Thôi để đi. Bây giờ mình đi làm cái bệnh này. Hả? Cái bệnh này.
con kiểu gì. Ấy giờ mình thấy nó tèo quá chưa? Chú cầm mỡ bắp cầm ba. Thôi đừng để gì. Để gì? Hả? À, đi không? Ai cũng giận bây giờ hả? Ai cũng giận bây giờ hả? Bùng. 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 Cái xe ra ngoài nó bắn mà đấy con này. Ừ. Cái mình nhấn lên cho ta không bắn đây. Để ngoài nó chín rồi luôn nè. Cái gì? Ủi. Ủi sao nha. Cá bị bụi gì hết. Anh ngửi hơi tốt. Bầu anh ngửi hơi tốt luôn ba bầu. Ở đây có ai bầu đâu biết. Chị á. Đây có ai bầu đâu biết. Vậy mùi đi. Thank you.
cao con kiểu gì. Ấy giờ nhìn thấy chưa, thấy tèo quá chưa? Chúng cầm mỡ, bắp cầm ba. Hai đừng nhảy đi. Nhảy đi. Thank you.
không?